Thì sau khi mà được hướng dẫn kỹ thuật phùng trao quyền thì Nhất sẽ hướng dẫn lại cho chị ấy những kỹ thuật Muay Thái cơ bản. Thì trong Muay Thái thì cái cơ bản của nó là sử dụng cùi chỏ và đầu gối là nhiều ha. Rồi ok, thì đầu tiên thì mình sẽ tập cái kỹ thuật chỏ ngang ha. Chỏ ngang của tay trái thì mình sẽ đưa thịt một lực động tác đưa tay trái sát ngang đúng rồi. Hai là cái mũi chân trái chúng ta xoay qua phải đồng thời chỏ ngang trái đứng thẳng trước mặt. Ba thì chúng ta kéo về đưa thủ ban đầu. Rất là đơn giản. 1 2 3. Rồi bây giờ mình thực hiện nhanh. Vấp. 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 Đúng rồi, tương tự chỏ ngang tay phải, một tay phải của mình dở ngang. Hai, mũi chân phải xoay thẳng về trước, đồng thời chỏ ngang phải hướng thẳng trước mặt. Ba, kéo về phía đối thủ ban đầu. 1 2 3. Rồi thực hiện nhanh. Vấp. Đúng rồi. Vấp. Vấp. Thì sau khi mình tập xong cái đòn chỏ ngang này á, thì mình có thể áp dụng sử dụng để khi mình phòng thân ha. Ví dụ như vậy ha, mình sẽ gặp cái trường hợp người ta sẽ tấn công vô khuôn mặt của mình, hoặc là giật dây chuyền của mình, hoặc là bóp cổ mình, nói chung là như vậy ha. Hai tay chúng ta sẽ thủ lên, khi mà hai tay này là hai tay chúng ta sẽ song song giống hai tay địch thủ. Khi địch thủ tấn công mình tay phải ha, thì chúng ta sẽ sử dụng tay trái gạt từ trong ra ngoài, sau đó thì giúp chân luôn đứng cái đòn chỏ này luôn ha. Sẽ quan sát lại là một gạt từ trong ra ngoài, rồi bước chân trái vô, bước chân trái vô đòn chỏ này luôn, bập ha vô phòng mặt. Rồi mình sẽ sử dụng cái từ hai, đúng rồi, áp sát vào cái đó. 1 2 đúng rồi, đúng vô tay đúng nha. 1 2 đúng rồi. 1 2 tương tự tay phải cũng vậy, khi mình sử dụng tay trái giống vậy nha, sử dụng chỏ phải đúng rồi, tấn công vô ha. 1 2 đúng rồi. 1 2 rất là hiệu quả. Đòn chỏ của chúng ta nhìn rất là đơn giản nhưng mà nó giống như là hai con dao, nhưng mà đánh trúng vô thì chúng ta sẽ bị knock out hoặc là bị chấn thương sưng, còn khi nó liếc ngang qua thì chúng ta sẽ bị rách may từ 7 đến 8 mũi. Ok. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh YouTube Misa. Mình rất là hâm mộ anh duy nhất này. Duy nhất với mình là bằng tuổi, nhưng mà nhìn thấy duy nhất trẻ đẹp trai quá. Cảm ơn anh duy nhất. Ok, cảm ơn rất nhiều. Chúc cho YouTube luôn luôn thành công và được nhiều người subscribe theo dõi. Yeah. Cảm ơn. So much.